Bây giờ bố trí cái khu vui chơi giải trí cho mấy con này thật sự là các bạn thấy là cái khu vườn này được chưa? Khu vườn này thích hợp với một cặp tình nhân ở hơn đúng không? Nè, nhà ở rồi nước uống rồi đảo để thức ăn, và đây là khu vườn, nó sẽ bọc ngoài này sau khi cây cối nó mọc lên. Rồi bây giờ thôi cho mấy đứa, cho hai vợ chồng vô đây, hai vợ chồng vô đây ở coi coi nhà này được không, sao được không, nhà này được không? Rồi thôi thua, đi ra, không được rồi, nó vô đây nó ăn hết mấy cái hạt mầm.